Nữ diễn viên Trà My đang bị cư dân mạng không ngừng ném đá vì star tết khiếm nhã nhắc đến chuyện vợ chồng của Khánh Thi và Phan Hiển. Những ngày qua, ồn ào Khánh Thi livestream khóc lóc, liên tục đăng tải star tết ẩn ý về trà xanh đã khiến cõi mạng rầm rộ. Chiều ngày 30 tháng 8, Khánh Thi và Phan Hiển mới chính thức lộ diện. Cả hai có nhiều hành động ôm hôn thân mật như ngầm bác bỏ tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, mới đây, một nữ diễn viên V-Biz bất ngờ gây phẫn nộ khi đăng star tết nêu quan điểm về chuyện vợ chồng của Khánh Thi. Theo đó, cô nàng đã dùng những từ ngữ phản cảm, xúc phạm nặng nề khi cho rằng Khánh Thi năm xưa đã bẫy Phan Hiển để có thai nhưng không được đăng ký kết hôn. Đáng nói, cô còn thản nhiên lên tiếng khuyên Khánh Thi hãy trả tự do cho Phan Hiển. Nguyên nhân liên quan đến vấn đề cách biệt tuổi tác. Cụ thể, nguyên văn bài viết của Trà My như sau. Thấy rần rần vụ bà Khánh Thi, lên mạng đọc thì hóa ra hồi xưa bà này bẫy Phan Hiển có bầu mà không được đăng ký kết hôn. Định làm single mom rồi, xong cả nhà ông kia cuối cùng chấp nhận. Nghĩ bà yêu tinh già này đã bẫy được phi công trẻ thì yên phận đi, thỉnh thoảng còn bày đặt ghen. Nó trẻ và chưa trải nghiệm đàn bà đã bị chị túm, giờ hãy thả tự do cho nó đi, làm sao mà giữ nó được cả đời. Ví dụ chị đến 50 tuổi là tiền mãn kinh rồi, còn nó mới 39, đàn ông 39 còn xung xanh lắm. Ủng hộ thả tự do cho Phan Hiển. Phan Hiển hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ búa rìu dư luận. Cuộc đời chỉ có một mà thôi. Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên Trà My, nữ diễn viên của phim Thương Nhớ Ở Ai có những phát ngôn khiến dân tình phẫn nộ như vậy. Trước đó, cô nàng cũng từng nhận gạch đá khi đăng tải phát ngôn. Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vi, dân số thế giới đã quá tải rồi nên chết bớt đi cho rộng chỗ. Hiện chia sẻ của Trà My đang bị cư dân mạng đồng loạt ném đá. Nhiều người cho rằng một diễn viên như Trà My lại có những phát ngôn khiếm nhã, thiếu văn hóa nên không xứng đáng là một diễn viên.